Về đánh giá xu hướng thương mại điện tử sắp tới thì theo nhận định thì có 5 xu hướng. Cái xu hướng thứ nhất là xu hướng người dùng ứng dụng di động ngày càng gia tăng. Thì một trong những cái thống kê về xu hướng này phải kể đến thì trong cái năm 2016 thì số người mà mua hàng trực tuyến là khoảng 40%, nhưng đến năm 2017 đã tăng lên 52%. Có thể nói đây cũng là một xu hướng tất yếu cho những người có thói quen là mua hàng qua các cái trang thông tin. Xu hướng thứ hai là cái xu hướng cạnh tranh về giá. Thì theo chúng ta biết là số lượng cái cửa hàng bán trực tuyến ngày càng một gia tăng, thì giá thành sản phẩm cũng là một cái yếu tố quan trọng tất góp phần tạo nên cái xu hướng này. Có thể nói là mức độ cạnh tranh về giá ngày càng cao, thị trường trở nên tập trung về giá thành của sản phẩm. Quan điểm của người tiêu dùng thì yêu thích và lựa chọn các cái sản phẩm có giá thành thấp, trong khi các cái nhãn hàng hay những nhà cung cấp các cái dịch vụ có thể chịu đựng cái mức lợi nhuận thấp ở cái thời điểm hiện tại. Còn về xu hướng thứ ba, cái sự phổ biến của một số các cái cửa hàng thương mại điện tử và mà do hoạt động theo theo các cái hình thức là cá thể. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là cái sự gia tăng và số lượng các cái loại hình này thông qua các cái mô hình hoạt động theo từng cái cá thể. Thị trường hiện nay thì đã có một số môi trường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay là các cái cá thể kinh doanh trực tuyến. Rất nhiều các shop nhỏ lẻ cũng có cái cơ hội tìm kiếm xâm nhập được thị trường. Cái xu hướng thứ tư là xu hướng bùng nổ về thương mại mạng xã hội. Thì đây cũng là một cái xu hướng tất yếu khi nhu cầu thương mại các cái mạng xã hội mua bán trực tuyến qua Facebook hay là Zalo đang gia tăng. Qua một số các khảo sát thì đã có 66% người mua hàng online mua qua Facebook. Cái tỷ lệ này là chiếm khá cao so với năm 2016. 2016 là khoảng 47%. Có thể nói là người Việt Nam thì có thể là dành hàng giờ để xem các cái mạng xã hội và bị tác động bởi các cái post về sản phẩm của các cái shop hay các quảng cáo. Xu hướng này khiến doanh thu của Facebook và Zalo gia tăng đáng kể. Và thú vị hơn là họ rất là thích thú qua cách mua sắm qua các cái hệ thống này. Cái xu hướng thứ năm là xu hướng thanh toán. Thì xu hướng này là một cái quá trình mua hàng trực tuyến đã có một số cái tiến bộ cụ thể. Trong đó tiến bộ nhất là đối với cái phương thức thanh toán. Đối với trải nghiệm của người tiêu dùng thì cho rằng là 67% là tốc độ giao hàng hiện nay nó đã cải thiện hơn so với một năm về trước. Nhưng mà một cái vấn đề bất lợi, một cái vấn đề còn vướng mắc trong cái phương thức này, cái xu hướng này, đó là cái vấn đề hủy các cái đơn đặt hàng ngày càng cao, trong đó đặc biệt có Việt Nam chúng ta. Với cái đánh giá về xu hướng và tiềm năng phát triển thì có tới đây có thể xem đây là một cái thời điểm mà tốt nhất cho cái lĩnh vực thương mại điện tử ngày càng phát triển tốt hơn. Hiện nay thì thương mại điện tử đã trở thành một cái phương tiện giao dịch quen thuộc của các công ty thương mại lớn trên thế giới. Thương mại điện tử thì nó có khả năng giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Và đặc biệt là cái người được hưởng lợi nhiều nhất đó chính là khách hàng. Khách hàng sẽ mua được cái sản phẩm rẻ hơn, sẽ mua được những cái sản phẩm mà họ lựa chọn theo ý thích của họ. Họ sẽ mua được các cái sản phẩm có cái nơi nơi bán là tin cậy được. Như vậy thì đối với các doanh nghiệp, còn đối với các doanh nghiệp thì họ có thể đưa đưa các cái sản phẩm của họ đến với tay người tiêu dùng trong cái thời gian nhanh nhất. Và trong quá trình sản xuất kinh doanh của họ, họ không cần phải có nhiều cái kho bãi lớn, không cần có nhiều các cái cửa hàng rải rác khắp nơi. Như vậy thì nó sẽ tạo một cái điều kiện thuận lợi nhất cho cả người tiêu dùng và cả doanh nghiệp kinh doanh. Thì trong thời gian vừa qua thì Sở Công Thương An Giang cũng đã triển khai một số các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và thương mại điện tử, như là tổ chức các lớp tập huấn thương mại điện tử, rồi hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng website điện tử, rồi hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng phần mềm quản lý bán hàng, vân vân. Thì hiện nay ở Sở Công Thương An Giang cũng đang vận hành cái sàn giao dịch điện tử An Giang với địa chỉ là sản phẩm an giang.com.
trong gấp này sẽ là một cái địa chỉ đáng tin cậy để hỗ trợ doanh nghiệp cho các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trong cái quảng bá hình ảnh và giới thiệu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình đến với người tiêu dùng. Doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử sản phẩm ăn chay.com thì không phải trả bất kỳ một cái chi phí nào, được cấp một cái tài khoản để mà đăng tải các thông tin cũng như là theo dõi các cái đơn mà của khách hàng đặt sản phẩm của họ.